Alo, có chuyện gì vậy? Tôi muốn bàn với anh một chút về chuyện áo dài. Được rồi, cô cứ nói đi. Tôi định sẽ may một chiếc áo dài màu đen, rồi thêu một bông hoa ban màu trắng bằng ngọc trai. Được, cái đó cứ tùy ý cô. Ừ, vậy tôi sẽ gửi cho anh bản thiết kế nha. Không cần đâu, cô làm gì cũng được hết á. Bộ anh không sợ tôi làm xấu hay sao? Nếu mà tôi sợ cô làm xấu thì tôi đã không đặt hàng cô rồi. Ừ, vậy thì tôi sẽ làm. Được rồi, cứ vậy đi nha. Ừ. Ừ. Anh ta nói á, mình cứ làm đi cậu. Mình à, hôm nay là sinh nhật lần thứ 50 của mình. Tôi vẫn chưa tìm thấy con trai của chúng ta. Mình tha thứ cho tôi nha. Nhưng kìa, đã hại gia đình chúng ta ly tan, cũng không còn sống trên cõi đời này nữa. Tôi cũng không biết là tôi đã làm đúng hay là làm sai. Mình có linh thiêng, hãy báo tin cho tôi biết đi. Cậu hãy đưa những viên ngọc trai màu trắng tới cho cô ấy. Kích thước thế nào, hình dạng ra sao, cứ liên lạc với cô ấy. Dạ. Dạ thưa anh, chị Vi có chuyện muốn gặp anh, cho nên chỉ chờ anh nãy giờ. Cậu đi làm việc đi. Dạ. Đi với anh. Em ngồi xuống đi. Có chuyện gì vậy? Anh không có chuyện gì muốn nói với em hả? Em đang nói về chuyện gì? Anh coi đi. Anh làm cái gì vậy? Anh làm cái gì vậy? Anh làm gì kỳ vậy? Ây da. Cô ngồi yên đây. Cư dân mạng cũng rảnh thiệt hả? Anh có chuyện gì để nói không? Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Những gì anh đối xử với cô ta khi ở Phan Thiết, anh nghĩ là em không biết sao? Nhưng em đã cố gắng lừa dối bản thân mình để cho qua, vậy mà bây giờ anh lại làm chuyện này. Anh thích cô ta đúng không? Anh nói đi, có phải là anh có tình cảm với cô ta đúng không? Chúng ta sắp kết hôn với nhau, vậy mà... Đúng, anh thích cô gái đó. Anh... Ngay từ đầu, có lẽ em là người biết rõ nhất là anh không có tình cảm gì với em hết. Cái sai của anh là đã buông xuôi đồng ý chấp nhận cuộc hôn nhân này với ba anh. Anh không tin vào mấy thứ tình yêu đó, nhưng khi gặp cô ấy, anh xin lỗi vì đã khiến em chịu nhiều đau khổ như vậy. Cho nên anh định dùng cái clip này để nói ra mọi chuyện sao? Anh ác lắm. Anh muốn cho toàn bộ báo giới và khán giả biết em là một đứa ngu ngốc, để cho chồng sắp cưới của mình phản bội mà không biết gì. Bây giờ anh muốn em phải sống sao đây hả? Anh đã định nói với em, nhưng thật sự có quá nhiều việc xảy ra, anh cũng không biết phải mở lời với em như thế nào nữa. Cái clip đó, anh đừng có ngụy biện nữa. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Em sẽ hủy bỏ hôn ước này. Vi, Vi. Xử với tôi như vậy, tôi đã thật lòng với anh mà. Hãy
Alo, có chuyện gì vậy? Tôi đã nói chuyện với Mai Vi, tụi tôi chia tay rồi. Cô ấy thế nào? Cô ấy đã bỏ đi. Tôi sợ cô ấy nghĩ không tốt, nên cậu hãy thay tôi an ủi cô ấy được không? Nhưng mà tôi sợ cô ấy không cần tôi. Tôi cũng không thể an ủi cô ấy được. Tôi không muốn cô ấy nhìn thấy tôi lại đau khổ thêm, hoặc là hy vọng gì hết. Bây giờ cô ấy ở đâu? Tôi cũng không biết nữa. Bây giờ cậu muốn cái gì? Cậu nói đi. Thêm 15% cổ phần của anh tại đời sinh. 15% là sao? Hôn đản! Chẳng phải anh cũng dùng mưu để chiếm số cổ phần đó sao? Đó là công sức của tao, mày đừng có hòng chiếm đoạt. Anh cũng thừa biết tôi có mối quan hệ thế nào với bên công an điều tra mà. Chỉ cần một lời nói gợi ý của tôi thôi thì cũng khiến cái victory của anh bị soi rồi. Đó là chưa nói tôi tung ra những bằng chứng, anh có thể vô tù vì tôi rửa tiền, lợi dụng chức quyền và chiếm đoạt tài sản. Cấm mồm đi. Sao anh lại đến chỗ này? Tôi chỉ mượn chỗ này một chút thôi. Có chuyện gì vậy con? Cậu coi đi nè. Gì vậy? Người gì đâu không à? Không sao người ta còn nói như vậy nữa. Ê, con nè. Cậu hai. Anh làm cái gì vậy? Anh làm cái gì vậy? Buông ra, bỏ tôi xuống. Anh làm gì kỳ vậy? Sao mấy cái mạng xã hội này nó rảnh dữ vậy trời? Có vậy thôi mà nó cũng đăng tin, nó đưa hình lên. Cậu... Nhưng mà biết đâu, nhờ vậy con nổi tiếng sao? Giờ này mà cậu còn giỡn được nữa hả? Thì cậu nghĩ sao cậu nói vậy thôi. Bây giờ người ta nói con là người thứ ba đó, đi cướp bồ của người khác. Thôi, ngồi đó bực mình có được cái gì đâu. Theo cậu bây giờ cứ gọi điện trực tiếp cho nó luôn đi, để tìm cách giải quyết. Tình khốn đó, đừng để con kiếm được hắn. Anh Danh. Em đi đâu vậy? Anh gọi em mà tắt máy. Em có chút chuyện nên... Những tin đồn trên báo là sao vậy? Mình nói chuyện này lúc khác được không anh? Cũng được. Mà em đã ăn gì chưa? Dạ rồi. Thôi em vào nhà nghỉ đi. Cảm ơn anh Tùng hôm nay đã đưa Vi về nha. Không có gì đâu. Em hơi mệt, em vô nghỉ trước nha. Em vào nghỉ đi, có gì gọi cho anh. Dạ. Cậu đưa cô ấy đi đâu vậy? Hả?
đi lên quanh thôi. Cô ấy là người nổi tiếng, lần sau cậu đừng tùy tiện như vậy, sẽ tạo ra những tin đồn thất thiệt, dễ gây ảnh hưởng tới sự nổi tiếng của cô ấy. Là cô sao? Đang tự vấn lương tâm hả? Cô nói cái gì vậy? Thì phản bội người bạn thân thiết nhất của mình cũng đâu phải là việc dễ dàng gì chứ. Cô đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu. Nếu như tôi nói tôi biết hết mọi chuyện anh đã làm, anh có tin không? Cô muốn cái gì? Lâu rồi tôi không uống mấy thứ rượu này, giờ uống không còn cảm giác gì. Nói đi, cô muốn cái gì? Một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tôi muốn 5% cổ phần mà anh lấy được từ hắn ta. Cô nghĩ tôi là ai vậy hả? Cứ làm như tôi nói, tôi sẽ đảm bảo bí mật của anh. Nếu mà cô thích á, thì cô có việc đi nói với thằng con trai của chồng đã chết của cô. Nhưng mà cái ngày mà thằng Nhật biết được á, thì cũng chính là ngày tôi sẽ khiến cho cô không thể nào nói thêm lời nào được. Cô hiểu chứ? Anh đang dọa tôi sao? Anh nghĩ tôi đến đây là tôi sợ anh à? Vậy cô nghĩ tôi một khi đã dám làm chuyện này mà tôi lại sợ một đứa đàn bà đê tiện dâm đảng như cô sao? Cho nên hãy biết điều và ngậm cái miệng của cô lại. Tôi cũng sẽ đảm bảo cho cô được cuộc sống bình yên. Chuyện đó con đã xác nhận lại với cậu ta chưa? Dạ rồi. Đối với một kẻ như vậy, con có thể từ hôn. Ba sẽ không để cho con chịu ấm ức đâu. Không cần đâu ba. Chuyện đó con sẽ tự giải quyết. Con nghĩ chắc là có uẩn khúc gì trong đó thôi. Con à, con yêu cậu ta nhiều như vậy sao? Có hai thứ mà phụ nữ nên tỉnh táo, đó là những gã đẹp mã và những lời nói ngọt ngào. Đối với cậu ta, con cần phải tỉnh táo để suy xét mọi chuyện. Dạ, con biết rồi ba. Con ăn đi. Con ăn nhiều vô để có sức để mà diễn cho tối nay. Dù có chuyện gì cũng không thể bỏ công việc được, con hiểu chưa? Dạ, con cảm ơn ba. Lại thua trắng rồi hả? Biết rồi còn hỏi.
có được tin tức gì không? Hắn đang bị tên luật sư Danh uy hiếp, chiếm hết 15% cổ phần còn lại. Hắn đồng ý không? Hắn còn sự lựa chọn nào khác sao? Vậy thì tới khi nào chúng ta ra tay với hắn? Cứ từ từ, đừng có nóng. Từ từ cái gì nữa? Chờ cái thằng luật sư đó chiếm hết cổ phần à? Đúng, tôi muốn hốt trọn một ổ luôn. Cô khá lắm. Và bây giờ tới phiên tôi ra tay. Clip đó là sao? Tôi không biết phải nói sao nữa. Nhưng mà thật sự tôi không có tình yêu với cô ấy. Đó là cách ông từ bỏ cô ấy sao? Chuyện đó tôi cũng định nói với cô ấy. Còn clip đó chỉ là vô tình thôi. Tôi không muốn gây tổn thương cho cô ấy. Có vẻ báo chí lần này sẽ không buông tha cho cô ấy đâu. Ông cũng thích Mai Vy có đúng không? Ông yêu cô gái đó chứ? Ừ. Tôi nghe nói dự án mới lần này ông muốn hợp tác với một đối tác mới hả? Ừ, tôi cũng đang tính vậy đó. Nhưng có lẽ cũng khó khăn, tại vì đời sinh gặp nhiều scandal quá, cũng khiến họ ái ngại. Đối tác đó là ai? Tôi cũng chưa quyết định nữa. Tôi nghe nói anh Hậu có vẻ không vui vì bị gạt ra khỏi dự án lần này. Không phải là ông nghi ngờ về anh ấy chứ? Nghi ngờ gì chứ? Chỉ là dự án sống còn của tôi. Tôi muốn tự tay làm nó, vậy thôi. Nói thật chuyện này, khi Đề Sơn gặp phải chuyện không hay như vậy, tôi không nghĩ đó là trùng hợp. Ông nghi ngờ ai sao? Tôi cũng không biết. Chỉ là tôi có linh cảm không tốt về chuyện này. Cô vừa đi đâu vậy?